Tôi sẽ nói cho người đi dân to miền ấy thì mà bây giờ tôi tiết bà cứ miền tìm bẫy đại diện nó dạy MP thể bỏ chúng ta tôi nâng ca sắc xa từ lừa thể bỏ nơi không phải giải thì mở cư dân sắc xa vì các bà cá nơi tật ráng đây vì mình là cái nạn sẽ điên từ thằng Excel hãy thả vào trò biết cứ bị chui dưới nó về dương phư layout này kẹt tầm phù dương mà bên đây là dương và cao thiết danh sẽ được nông tật ráng tới vì tranh máu cư sát được không kẹt tầm phù dương rất là dương ai thôi chỉ system mối mà là system và pon cục rong tùm nên nó không hang nhưng thôi chỉ và pon cục rong sợ nó không sợ là chấn cứ gây pra tà ràng có thể bọn nằm bay list down nơi và tùm nên list down nơi chùm nôn sơ chung một sơ chỉ bình chi là cả đôi Excel chẳng đôi kia và chẳng ấy cứ vì chua dân chọn chẳng nhầm trong về nó này dù bị mùa than nông ca thôi thể bỏ nó bây giờ dân hiện bị dynamic website dân phở vì sao PHP mà dân insert thiệt xem trên video đã bé đã cho được không thể bỏ nằm bóng bật dạ còn khoa chờ nào nếu vô đặc biệt biệt thưa thể bỏ sang các bạn này ok ní chia nhóm này với nhóm anh dạy chọn thế ở bây giờ đang sạc xa cứ nhóm sạc xa vì thạch và phần này hãy dạ bây ní nhóm bạch dây các bạn đã xa ta vì ở sầm khăn đấy ta dương nó ta ai para việc bàn chẳng tại vậy ngắn cứ thạch chấm luôn buồn khăn lời này bạn ok lấy nếu cứ chia sample thẹp bỏ muối để nhom bạc cả lớn mà lấy nhom bạch bạc cả chân mòn thế nào hay cho tam nhom mà bạc vs code nào như mau hay nhom bạc cả pha thay mà lấy nhom đạn thật thẹp bỏ đọt ATM ở nhom máu enter mùi máu nhom đạn ATM ở lại đạn chảy máu nhom bật vĩnh chắc nó không lấy cứ dương cài thay thò với đạn thẹp bỏ tới mà ok đây nó lấy nhom tay hello world mùi máu mà hay dùng thưa ca open with live server và chỉnh máu hay dùng tìm đã chém máu ok chỉnh máu ở lử nhung thưa ca bạc cá đang tàng này nào như mưa tài mà đó nằm bay bạc cá tàng cái thưa mình lấy những bạc cá đấy one monson máu và header cái header tag và cho nhung đặt this is và my product gì nữa mà nên nhầm thưa rằng listener và đặt tùm nên nhầm mình không hàng nhưng mà giờ là tí hói nè bạn anh em đại one thôi chỉ có 3 là 7 và 2 và tôi mà tiến dưỡng trong và cả thẻ bỏ chẳng ấy cứ nào hết off a cháu bạn ấy cứ thẻ bỏ thẻ và đi chứ nói là xe thẻ bỏ thẻ bảo nâng bật à hỏi thôi giờ bây dân thử thơ tiết cứ như chập đám vừa chủ đề nhưng ta lọc và bài làm nào cho mơ không nên tích bạn ông này lấy mình cứ dùng tờ xe đo thép bỏ hàng lớn đi bạn báo phải bật chẳng ai đi chứ example là cứ dùng vừa tàng mối đa bằng hai nhà thì họ được chia number order và hai vị chúa múa vì trên đỡ hay cho mình đang phép khai được salary chẳng là hàng lớn ấy cứ chỉ hết đỡ đây mà chua hàng lớn ấy cứ cái rọp chặt tộc thật chỉ chua đầy mùi đại chua đây nó bị men chua cho nó buồn mà đi mối bị bậy buồn ok anh ấy chỉ chua đầy mùi đá đây nó bị men chua cho nó buồn anh ấy cứ nhôm và hai vị thạch ban đây tha thạch đầy dân đọc hành cái cứ thẹp bỏ ở bây giờ xe vào tập cái cứ dân là xe chua đầy ngày cứ dân phở về thạch cứ thì ỏ tại thì o nó không thì o nó cứ dân trong man chua cho vào mán cứ dân oi cẩn thận rồi dân đã xón cho từ không thạch thì ấy mười tiền bạn trong bên đường trình mà vẫn năng trong là thì ấy cứ nó về dân phở về với cứ đầm bay và hai nơi có 3 thằng lớn niệm và chuyện này thì đi cứ dương mà hai nơi rót tần này đài dương lên càng khom hay thì ấy nhưng thì đi về tuần tí bị đôi đặc nghề để bà vì nước sân nó không chua trôn đặc nghề để bàn tay thì ấy so với hiện đợt chiến lấy lại năng hạt dốt nhưng cho được nông VS Code nhưng bà này vẫn nó không ấy cứ nhung và cao nơi thì rồi mới sân mà cái hạt là thép bò rấu cứ chủ để miền bá miền bật tao mà tiết nhung trăng man chua cho chùm luôn bún và chứ dương và cả thị đi mà sorry thị ấy mà nhung thưa các bà muốn cái hà là thép bó header đây các bà kế cứ nhung đặt tha ID chứ mà và đặt ID rồi em đặt tha ID làm đón tới hơi nhưng và cả chua cho mà thiện máu và thị ấy em đặt tha pro đặt và nếm ở nhưng và cả mùi tiết máu thì ấy tiết quantity và duty by chân tới anh em baka table header mùi tiết mà cứ price ok nhóm sale ok vì chính là cả nạp bẹp đi mấy co vì đôi được khả năng rụp thì nhóm bà hàng chẳng vì mình cáo nên mình border มันแกมัน và trong lý thuyết nhóm năng giấy nó không cần lại border style này ta dư nằm hợp hẹp bạch đã lấy nhóm vô đó như apk thưa trang đã up border sẵn chắn ní cứ nhóm từ tụ ban chủ đề ngồi ấy và ní chủ đề ní cứ vision nó không thể bỏ đổ đã theo bỏ đổ bên TA chấm luôn 4 và cứ anh ấy mặt mũi anh ấy phí và ní phần ấy phí 7 và ní 7 hay 4 ở lấy dương và các chủ đề một tiện nhưng phải copy lơ máu và pha lấy ai đi nhầm thì họ nhầm nặng mùi sồn mùi và bật đặc ném mà thì họ nhầm thư tụi mình mua tha sting nhá và chấm luôn là mình được nóng stock thì mình học sập bông nhân đó hay ta lấy bia mán pip quan đi cái đi là dân tới nhưng mình trộn s mà vi tranh mà là cái nặng bẹp này hời và ở lấy nhom phơ ca copy vi chấm luôn chọn đó và nhưng mình trộn s và vi tranh là cái nặng bẹp đi và chế bật chi là cái nặng bẹp nào mà lấy nhom cài lấy pi bay đó và nhom nặng pi nơi này nhom nặng buồn này dùng lục trao trẻ đã là nhầm riêu rồi thừa chờ trẻ đã tới ok ní bà tin lấy bà dưỡng bà nhầm cái rồi chân tới ok so now nhầm cái là bà nâng mà nó nhầm bạch cái trởn về để chân ban đi tha là nông tà ràng bà dưỡng đi và thẻ bỏ tèng xong đấy cứ nhóm miên chua để chùm luôn này và muối chua đầy tí phí chua đầy tí bấy chua đầy tí bốn chua đầy tí pram mình nè bên này mà chúa và đi mà chúa anh đi mà chua đái hai này còn mà chua đái chẳng viên men phèm chua ở đây không mà chúa cứ nhông miên chua cho chấm luôn buồn được kia và cứ ở đây miên muối vì bấy anh đi buồn anh ấy kia muối vì bấy buồn được kia nên không câu nữa được kia đấy mà thẻ bò vào dưỡng cứ với men chua đầy muối chua đầy vì mà chua đầy bầy chủ địch buôn chủ địch pram hay không mà chủ địch một chủ địch vì mình các bạn vòng cái thì ấy bàn tay nhưng bộ bài là mình hiển tích bạn sau đó đặt bàn tay thì ấy cứ dùng vào bàn tay nửa thì o tập bóng kề khéo với nó cứ dùng vào ra nửa thạch mới cứ thì đi bình và cái cho đi cứ thì đi bình ok ở nhóm cài của mình em sẽ lại chân máu hay dùng cho control đi và control đi là hỗ trợ cứ việc nặng đồ và select từng on ấy và là cái nào bạn đi cứ việc select chân tới hãy dùng từ C cài nắng đời dùng cho từ C bị đặt thị đi máu việc cao dương từng on và dùng control em máu so bờ chướng khai tiêu chí lệnh đặt bình hãy vi luôn mà là cái nào bạn đi bình ok chẳng là đi các bạn thằng mấy cứ các bạn cài thêm nó gọi dương cho môi đó bị trên mà on chứ nhưng cho control đi mà bên đây thà nào để đôi vĩ cứ viên select từng on và vậy việc đôi viên là thằng khổ mà lấy giống vậy bị border mà đổ ở dưới man sắc sam pi style hơi này không về đến một chẳng trong cầm nắp border biết là mới cầm nắp border ví dụ và cao style mũi và cái hai là in này không internal box nhưng mà internal gì ấy cứ dùng và cao nơi thạch mày mới nó không header và cứ style mà đây nó style nó cứ giống vậy bị thẹp bỏ chẳng nhưng hai thẹp bỏ máu và hay thẹp bỏ là dương miền này cái tiết dương miền thì ó và dương miền thì sorry thì đi ok hay dương ngồi với cứ border dương nặng tùm hôm mà mùi pixel solid hay đạp black tới bò vía ok vì tranh mau là cả nạp bẹp này tay nào như ngon mày có cả lành thằng lớn này vì ở miền border chẳng dương cầm nọt đi khóc và đã thi ấy bằng tự mà tranh máu ấy chẳng bị mình bỏ đỡ bẹp này mà tay nó này ngờ thà mấy cậu bỏ đỡ vì pi tròn khẻ mày anh đi cầm miền bỏ đỡ này cầm miền bỏ đỡ ha đi miền là bỏ đỡ khẻ một tông tiệt chứ dương ai pro mà đang cho bán là dương ai hay là thà bỏ đỡ cost spend bỏ đỡ collab và mình cost spend collab và này hả dương ai lại với cứ collab về nó cứ viên nặng đô mà tôi chuyện bài này vậy ok hai biết miền tập hết mới tới cứ radius chứ ai cầm nọt chỉ tập hết radius bán anh nhầm thưa ca lục chào vinh sấn thì họ nè ní border và những là cái nào chưa đúng chắc nhầm trong hai việc miền kem vì hiện cao tới chương ai tôi sẽ thập border radius đấy chương ai đã biết kem mán mà cao mán thì đã bắt đầu không ដាក់5ពិសេសអញ្ចឹងវានឹងកោងប៉ុណ្ណេះហើយគឺយើងអាចកំណត់ color វាមួយមួយដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងបាទ header នេះបាទ header ជួរនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបាទ th នេះខ្ញុំឲ្យវាពណ៌គេគឺ background color ខ្ញុំដាក់ថាពណ៌នេះចុះអូខេ Ctrl S ចុះបញ្ចេញពណ៌នេះចុះអានេះបាទទាំងអស់នេះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាទៅជាពណ៌អីផ្សេងបានហើយយើងអាចថា td បាទ td background color បាទអីគេវិញមានដាក់ពណ៌ណាឲ្យចម្លែកមកបាទហើយពណ៌វាសស្អាតមកអូខេចេញមកលក្ខណៈបែបនេះមើលទៅវាប្លែកដែរពេលយើងកំណត់ពណ៌ទៅឲ្យ table អញ្ចឹងអូខេ so យើង move back ចូលក្នុងនេះហើយអូខេនេះខ្ញុំប្រាប់ហើយឯងការធ្វើ radius នេះការប្រើ collab នេះការប្រើ solid ហើយក៏យើងអាចកំណត់បាន style ច្រើនផ្សេងទៀតតាក់ទងទៅនឹង border style បាទវាមាន solid វាមាន double វាមាន groove វាមាន inset អីចឹងទៅបាទយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានហើយនៅនេះអាចតេសទៅយើងតេសវាទៅចូលទៅក្នុង border style property បាទយើងដាក់ border style ដាក់អានឹងចូលទៅប៉ុន្តែត្រូវលុបអានេះចេញអូខេលុបអា one pixel នេះចេញ one pixel នឹងចេញទៅហើយយើងលុប border នឹងចោលដាក់នឹងចូលទៅគឺវាដែរហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកខ្ញុំអំពីការធ្វើ call span ជាមួយនឹង row span បាទឬក៏ការ merge cell មកនេះថាខ្ញុំចង់ឲ្យ row ណាមួយវាចូលគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំ move back ឥឡូវទៀតថាខ្ញុំចង់ឲ្យអានេះវាចូលគ្នាបាទពីរក្រុមនេះចូលគ្នាឥឡូវនេះហើយណាក្រុមនេះវាចូលគ្នាហើយចេញពាក្យតែមួយគឺពាក្យ AD អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលយើងត្រូវដំណើរការជាមួយវាគឺបានន័យថាយើង skip អាក្រុមនេះដល់យើងរំលងវាចោលរំលងនោះមានន័យថាម៉េចគឺយើងលុបអានឹងចោលតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាដាក់ ABC អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលុបអានឹងចោលបាទខ្ញុំ Ctrl S បាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំ Ctrl S ហើយវាចេញលក្ខណៈបែបនេះគឺវាអង្គើបែបហ្នឹងហើយយើងទៅធ្វើនៅលើវិញបាទលើវិញគឺនឹងត្រង់កន្លែងពាក្យថា AD នេះដែលយើងថែមនៅ attribute មួយគឺបាទមិញ call span យើងដាក់call span មកខ្ញុំដាក់2អូខេ sorry មិន call span នេះ row span បាទ row span 2អូខេនេះចូលហើយ row span 2មកគឺវាធ្វើការបញ្ចូលគ្នាឲ្យយើងតែម្ដងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បញ្ចូល60នេះជាមួយនឹង2500នេះចូលគ្នាវិញបាទតែយើងធ្វើការមិនចឹងដើម្បីបញ្ចូលជួរដេកបែបនេះហើយមិនយើងបញ្ចូលជួរឆ្អុយដើម្បីបញ្ចូលជួរដេកចឹងឲ្យវាចូលគ្នាយើងទៅមើលទៅលើជួរនឹងតែម្ដងគឺនៅក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់101កូកាឡើយមកកូកាសិននេះបាទខ្ញុំចង់បញ្ចូលអា60នេះជាមួយនឹង2500អញ្ចឹងអ្វីយើងចង់បានគឺយើងត្រូវលុបមួយសិនដើម្បីបញ្ចូលគ្នាយើងត្រូវលុបមួយចោលហើយយើង Ctrl S មកហើយហ្នឹងវាទលាយតែខ្ញុំចង់អាហ្នឹងវារះដាច់ដល់ប៉ុណ្ណេះហ្មងអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវប្រើ attribute មួយគឺ call span ដាក់2អូខេពេញអញ្ចឹងហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅ table ហើយការប្រើប្រាស់នៅ call span ហ្នឹងគេយើងអាចមកប្រើ style នេះវាវិញក៏បានដែរគឺ border collab ហើយ collab អូខេចេញមកបែបនេះតែដោយសារយើងកំណត់វា ready ហើយខ្ញុំលុបចោលវិញវាអត់តំណងទេដាក់ចេះក្រោយបាទអូខេ so តើតើនឹងការបង្កើត table គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរនេះអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមពីខាងលើពីអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរនេះពលគឺខ្ញុំបញ្យល់អ្នកនរនេះគឺឲ្យយល់អំពីរបៀបបង្កើត table ដោយដំបូងឡើយបាទដើម្បីបង្កើត table បានអ្នកនរត្រូវសរសេរ table បើកនិង table បិទហើយនៅក្នុង table នីមួយៗគឺមានជួរដេកច្រើនអញ្ចឹងក្នុងមួយជួរដេកគឺយើងមានប្រភេទ th ឬក៏ td បើសិនជាក្បាលដំបងគេហ្មងគឺយើងប្រើ th នៅក្នុងជួរដេកហ្នឹងបាទនេះជួរដេកគឺ tr តែក្នុង tr គឺមាន th បាទ th ហ្នឹងគឺ table header បាទជួរនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមហ្នឹងមកយើងចង់បានជួរឈរប្រហែលយើងកំណត់ហ្នឹងហើយយើងបង្កើតជួរដេកមួយទៀតមកជួរដេកហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាមលំនាំខាងលើបាទដោយនឹងខាងលើគឺបើលើ ID យើងដាក់ ID បើលើមកយើង list ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានមកបាទគ្រាន់តែ TD គឺគេហៅថា table data ហើយតើតើទៅនឹង tag នេះបាទ t body t head និង t footer នេះគឺយើងគ្រាន់តែ add វានៅក្នុងចន្លោះកន្លែងនេះបាទឥឡូវទីហោថា ID ស៊ីគេនេះបាទ TO ID បដដាក់នឹងវាជាប្រភេទ table header អីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបង្កើត tag មួយគឺ table ឬក៏ t header នេះបាទ t head នេះហើយខ្ញុំបិទវាវិញនៅត្រង់កន្លែង row នេះបាទខ្ញុំ tag ចេះមកខ្ញុំ control s មកគឺវានៅតែតែវាគ្មានអីផ្លៃទេ នៅក្នុង TA នេះគ្រាន់យើងឲ្យចំណាំថា organic T head អញ្ចឹងតទៅ T head តើគឺ T body មានបើកមានបិទយើងយកនោះទៅបិទណាបិទទៅបាទខ្ញុំបិទដល់ចុងគេបាទអញ្ចឹងកូនអត់មានផ្លៃទេវានៅតែដែរទេតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយនៅនេះឃើញអក្សរហ្នឹងវាតែដិតឲ្យជាប់នេះយើងអាចកំណត់ heading បាទ heading យើងដាក់ 5 pixel ទៅបាទអញ្ចឹងគឺវាមានកម្រិតវានេះជាងមុនអូខេហើយតើតើនឹង CSS នេះយើងនឹងសិក្សានៅមេរៀន CSS ហើយខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេគ្រាន់តែយល់វារបៀបបង្កើត table ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនហើយយើងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀតអរគុណ